Ai cho cô vào đây hả? Ai cho? Ai cho? Dạ, dạ thưa tôi. Anh à, anh sống ở đây bao lâu rồi mà sao anh không hiểu? Tánh của tôi không thích người lạ mặt vào nhà này, nhất là lúc trời đã về khuya. Không là chủ nhân, sao anh quá lộng hành? Không phải tôi quên lời của ông căn dặn, nhưng cô ấy đến đây thân gái có một mình, bỏ cổ bơ vơ ở ngoài phố sao đành, trong khi người cổ muốn tìm lại chính là ông. Nếu như ông cứ nặng lời như vậy thì tôi sẽ đi ngay để ông khỏi phiền lòng. Cô muốn tìm tôi nhưng tìm tôi để làm gì, trong khi tôi và cô chưa từng quen biết nhau? Dạ, dạ. Cô có phải là bạn của Lê Trọng không? Thằng đó lúc nào nó cũng hết cô này đến cô nọ. Dạ thưa ông, tôi tên là Kim Chi, con của Trần Thị Tâm. Mẹ tôi có gửi cho ông một bức thư nè. Trần Thị Tâm? Mẹ của em giờ ra sao? Mẹ của tôi đã chết rồi. Chết à? Nhưng tại sao lại chết? Bệnh ung thư. Bệnh ung thư? Tại sao lúc nãy khi tôi mở cửa em không nói ngay? Nếu không gặp thằng Trọng Nam thì em đứng ngoài cổng suốt đêm nay sao? Nhưng lúc nãy giáo sư nào có để cho tôi nói được gì đâu. À, Trọng Nam. Dạ thưa giáo sư. Dẫn cô này lên lầu. À, lúc nãy em nói em tên gì? Em họ gì? Dạ, em tên Kim Chi. Kim Chi. Kim Chi. Trọng Nam, hãy dẫn cô này lên lầu. À, phòng kế bên của Kim Thủy đó. Ừ, dạ thưa giáo sư, tôi muốn được đi tắm trước đã. Trời ơi, sao lộn xộn vậy? Lên lầu đi, trong phòng có đủ hết á. Đi đi. Ừ, chào giáo sư. Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn giáo sư đã cho tôi ở trọ. Đó, cô thấy có đẹp không? Cách bài trí này tương tự với phòng của Kim Thủy, con gái của giáo sư. Có lẽ giáo sư chờ đợi cô từ mấy tháng nay rồi, nên căn phòng này đã được sửa soạn từ 3 tháng trước. Thôi, mai ta gặp nhau nhé. Cảm ơn anh. Anh là... À, tôi là học trò của giáo sư Lê Thuận. Tôi đã học hết 2 năm địa chất. Sau đó vì thấy nó quá khô khan nên tôi chuyển qua học mỹ thuật. Tốt nghiệp năm rồi, bây giờ dạy trường trung học công lập ở đây. Giáo sư mời tôi đến đây ở để sẵn dịp dạy cho Kim Thủy vẽ luôn. Tôi tên Trọng Nam. Tôi chưa biết cô là ai, nhưng tôi đoán có lẽ địa vị của hai ta trong ngôi nhà này giống nhau. Bữa nay sao tôi nói nhiều quá. Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ tính sau. Bây giờ xin phép cô nha. Chào anh. Chị ấy chết thật rồi sao? Thưa bà hỏi tôi. Vậy chứ cô tưởng tôi hỏi ai? Bà muốn hỏi về mẹ tôi đó à? Mẹ tôi đã chết rồi thưa bà. Chết rồi à? Chết là được giải thoát. Có lẽ đây là bà chủ của ngôi nhà này. Mong sao mình và bà ấy sẽ thân mật nhau hơn. thức rồi à? Dạ, chào giáo sư. À, ngồi đó đi. Dạ. À, sao không dùng điểm tâm đi? Em làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Dạ, tôi chỉ ngạc nhiên, không hiểu bằng cách nào giáo sư cho cơm vào miệng mà không làm lắm những sợi râu quanh miệng. Lê Trọng, mày làm cái gì đó? Chà, có phải cô này là cái cô mà hồi hôm một chút xíu nữa cha đuổi ra ngoài đó phải không cha? Xin lỗi cô. Xin phép cho tôi được giới thiệu. Tôi là Lê Trọng, luôn nói thật chứ không ba xạo, rất đạo mạo, thường hay bị ông già cạo. Mày có ngồi xuống đó không? Làm gì dữ vậy cha? Cha, cô này ở luôn trong nhà mình hả cha? Ừ, việc đó không liên quan gì đến mày hết. Bữa nay có học không mà giờ này còn chưa chịu ăn cơm? Có học hay không cũng vậy thôi. À, cô tên gì? Dạ, Kim Chi. Kim Chi à? Ừ, dạ. Nếu như cô sẽ ở trong nhà này luôn á, thì trước hết cô phải hiểu rõ về từng thành viên trong gia đình này, kể cả sở thích và cá tính nữa. Và người đầu tiên cô có thể tìm hiểu một cách dễ dàng chính là tôi. Vậy sao bữa ăn sáng tôi muốn mời cô ra vườn ngắm cảnh, nghe tiếng chim ca nhìn qua đua nở. Tôi sẽ chân tình nói rõ cho cô nghe con người của tôi như thế nào, lịch thiệp ân cần nhã nhặn cũng như tôi. Tôi tin rồi chúng ta sẽ thân nhau. Mày đừng nên nhiều lời lắm chuyện, bản tánh của mày thường bay bướm lăng nhăng. Hãy để nó yên, mày không được cãi lời, nếu không thì mày chớ trách tao. Cha ơi, con tin rằng ở trong cái nhà này chỉ có con mới làm cho cô vui. Nhưng tao cấm mày không được gần gũi, gây phiền phức cho nó. Bây giờ mày đi chỗ khác giùm tao được không? Cha, tao biểu mày đi ngay, có nghe không? Tao có chuyện muốn nói với Kim Chi. Đi đi. Thôi được, để con đi. À, Kim Chi, có cơ hội chúng mình sẽ nói chuyện sau. Nhà của chúng tôi, cha con không thể chung sống một nhà được. Hai người mà ở chung á, thì nóc nhà sẽ sụp ngay đó. Cha con chúng tôi á, không có ai chịu được ai hết. Chúc cô một buổi sáng bình yên, bên một người không bao giờ muốn ai được bình yên. Mày nói gì đó? Có đi ngay không? Gì dữ vậy cha? Xin cho con được nói thêm với cổ vài từ nữa thôi. Cố gắng chịu đựng nha. Good morning. Quần bất trị. Tôi thấy anh ấy cũng dễ mến lắm chứ. Dễ mến à? Trong nhà này nó sẽ là người mang đến cho em tai nạn và sự phiền phức đó. Khôn hồn thì tránh xa nó ra. Dạ, tôi muốn đi dạo một chút có được không ạ? À? Được, nhưng không phải ngay bây giờ. Vì tôi muốn tâm tình với em đôi chút. Thưa giáo sư, tôi nghe đây. Kim Chi, Kim Chi ơi, tôi nghĩ rằng tôi có quyền gọi tên em, để cho tôi được gần gũi thân tình. Vì lâu lắm rồi mẹ của em là người thân của gia đình này. 3 tháng trước người có viết một bức thư, nhưng không cho địa chỉ chỗ náo nương. Có tái di ba, không muốn gặp lại những người thân để đáp theo nguyện vọng của bà, nên chúng tôi sẽ lo lắng cho em. Hãy cố gắng học hành cho hồn mẹ em được yên vui. Và đây em hãy nghe kỹ lời tôi dặn, đối với Lê Trọng cần lưu ý dè chừng. Nó là thằng liêu lòng cứng đầu, em đừng để phụ lòng tôi. Còn riêng với Kim Thủy, con gái tôi mong rằng em và nó sẽ là chị em bạn tốt. Còn đối với vợ tôi, bà ấy rất yếu, ít khi rời khỏi phòng. Tốt nhất là em đừng nên làm phiền bà ấy nhé. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền mọi người. Tánh nết của em giống mẹ em như đúc, ương ngạnh, cố chấp, giàu tình cảm, nhất là tự ái quá cao. Nhưng mẹ tôi là người rất tốt. Đúng vậy. Bắt đầu ngày mai, tôi sẽ nhờ Trọng Nam dạy em học, môn nào nó cũng giỏi. Em hãy ráng mà liều lấy, đó là nguyện vọng của mẹ em. Hãy dùng cơm đi, nguội rồi. Dạ, cảm ơn giáo sư đã lo lắng cho tôi quá đầy đủ. Vào đây em. Ai? Tôi kêu em vào đây. À, thưa bác. Lại đây em. Màu da đẹp quá, đẹp như nước da của mẹ em. Mẹ em với tôi như hai chị em ruột. Bà chăm sóc tôi, tạo cho tôi một cuộc sống rất đẹp. Mẹ em thương tôi như thương một con búp bê. Bà ấy nói là tôi sẽ chăm sóc em suốt đời. Suốt đời. Bác Thuận. Suốt đời. Bác Thuận. Bác Thuận sao vậy? Em là em gái tôi sẽ chăm sóc em suốt đời. Suốt đời. Tôi sẽ chăm sóc em suốt đời. Suốt đời. Chăm sóc tôi suốt đời. Bác Thuận. Bác Thuận ơi, chăm sóc tôi suốt đời. Bác sao vậy? Hay là bà buông tôi ra? Chăm sóc suốt đời mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Thanh Nhã. Thanh Nhã. Em à, buông ra đi em. Buông ra đi em. Chị ấy nói là lúc nào cũng chăm sóc cho em, chăm sóc cho em suốt đời kia mà. À, thôi nín đi. Nín đi Nhã. Nín đi em. Đừng khóc nữa em. Anh Thuận. Em xin lỗi mình. Thôi em nằm nghỉ nhé. Kim Chi. Ai bảo cô vào đây quấy rầy bà ấy chi vậy? Tôi đã nói với cô đừng có làm rộn, sao chẳng nghe? Tôi nào có biết chi đâu, bỗng nhiên bà ấy sanh chuyện. Chẳng hiểu ông nghĩ sao mà lại rầy la tôi. Nếu cô không vào nơi này thì làm gì có chuyện xảy ra. Tôi cho cô biết là vợ tôi đã mang chứng bệnh thần kinh. Cô hãy tránh xa, đừng để bà ta thường gặp mặt. Tôi nghĩ chuyện gì qua, không biết ai đã quý rẻ ai. Thôi, cô hãy về phòng đi. Có chuyện gì vậy thưa cha? Bà ấy chỉ xúc động, không hề gì đâu. Không hiểu sao mấy lúc gần đây bệnh của mẹ tái phát thêm lên. Chắc là có gì dao động đến tinh thần của mẹ. Chị là Kim Thủy phải không? Phải. Còn tôi là Kim Chi. Biết rồi. Mẹ tôi thần kinh suy nhược, nhưng không đến nỗi nào. Đôi lúc mới nổi cơn một lần. Có cha tôi bên cạnh là người hồi phục nhanh chóng. Vậy à? Sao không mời bác sĩ đến khám bệnh cho bác? Tại sao chị biết chúng tôi không mời bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ tôi chứ? Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Chào ông. Xin phép chị. Trời ơi, cũng anh nữa. Anh muốn giả ma giả quỷ nhát tôi hả? Nè, cô hãy kêu tên trọng của tôi. Tôi không thích ai kêu bằng anh hết. Mong rằng lúc nãy tôi không làm cô sợ. Nếu anh định làm tôi sợ thì anh đã thất vọng từ lâu rồi. Tôi biết anh cố ý trêu chọc tôi mà. Cô giận tôi à? Làm gì phải giận. Cái điều anh làm chỉ khiến tôi ngạc nhiên một chút thôi. Có gì mà phải ngạc nhiên hả cô? Sống trong ngôi nhà kỳ quái, bên cạnh những con người kỳ quái một thời gian, cô sẽ thấy tôi có lý. Vì đó là cách tốt nhất để giúp cho tâm hồn của mình không bị quá thạch. Thay vì ngạc nhiên thì cô nên vui vẻ yêu đời, biết tạo cho mình một khoảng trời riêng, biết thả hồn vào giới qua cỏ thiên nhiên, biết làm ngơ trước mọi chuyện ưu phiền, biết rong chơi bên ngoài cùng chúng bạn, dù cha tôi cho đó là sự nổi loạn. Vì ông muốn rằng ai cũng phải như ông, cao có hung hăng như là một ác thần. Tôi thấy trong nhà này sức âm mưu và lạnh lẽo, ai ai cũng thần bí vô cùng với vẻ lạnh lùng khó hiểu. Chỉ có anh là người dễ gần dễ mến, gần gũi nhau nhiều cô sẽ hiểu tôi hơn. Bản tính tôi là rất thích sự giản đơn. Cũng như vườn hoa, chỉ nên trồng một loại hoa là được rồi. Trồng nhiều quá để làm gì? Có lần tôi đã bị bà quản gia làm hết hồn một trận tại đây. Rồi bây giờ anh định bắt chước đem ra nhát tôi phải không? Cô à, cô dạng dĩ lắm. Kim Thủy không đời nào dám rảo bước vào đây hết, trừ khi có ai đi cùng thôi. Nghe nói là trước khi gia đình tôi dọn về đây, trong khu vườn này đã từng mà thôi đi. Không nói nữa đâu. Nói ra sẽ làm cô sợ thêm. Nói đi. Tôi không sợ đâu. Cô không sợ thật à? Được. Vậy tôi nói cho cô nghe. Nghe nói trong vườn cây này có một người đàn bà treo cổ chết. Vào những đêm trăng sáng, cái người đàn bà ấy hiện ra đu qua đu lại than khóc cả đêm luôn á. Bộ anh đã nghe tiếng than thở của bà ta rồi hả? Chưa bao giờ. Có lẽ vì biệt hiệu của tôi là quỷ cũng nể, cho nên không được quỷ ưa thích. Quỷ cũng nể? Biệt hiệu gì mà lạ vậy? Có lẽ là vì tôi hay phá phách, nên từ nhỏ tới giờ không ai thích tôi mới gán cho tôi cái biệt hiệu đó đó chứ. Có lẽ mẹ anh thương anh lắm phải không? Mẹ tôi à? Tôi cũng không biết được. Vì suốt 2/3 cuộc đời của người là bệnh, thành ra đâu có thời giờ để lưu ý đến con. Nếu bà có thương thì cũng để trong lòng. À, cô à, cô có thấy mọi người trong gia đình tôi lạ lùng không? Tôi nhận thấy có lẽ cũng hơi lạ lùng. Nhưng tại sao? Cô nghĩ xem. Cha tôi bản tính khó chịu, không thể nào cho ổng là bình thường được. Còn mẹ tôi, bác sĩ bảo là bệnh thần kinh, nên cho vào bệnh viện tốt hơn. Còn Kim Thủy thì giống như một bức tượng, đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng có chút gì là sống động cả. Còn tôi, cuộc sống quá sôi động, thích mang tình cảm của mình ra để dung giải. Ôi, bạn gái của tôi thì khắp mọi nơi, từ cô nữ sinh cho đến gái bán ba, đều được tôi coi như nhau cả. Cô có thể cho rằng tôi là một sở khanh, nhưng tôi yêu họ và biết kính trọng họ. Nhiều người cho rằng tôi đặt tình cảm không đúng chỗ. Thật ra thì không đúng như vậy, vì mỗi người con gái như là một món quà. Cô à, cô có yêu hoa không? Có chứ. Cô thấy đó, hoa thì có nhiều loại, mỗi loài hoa có một nét đáng yêu riêng, có phải không cô? Đúng. Bởi vậy tôi yêu tất cả các loài hoa. Đàn bà cũng vậy, mỗi người có một nét đặc biệt, nên tôi yêu thật tình và đồng đều như nhau cả. Lý luận thật lạ lùng. Tôi thấy mọi người ở đây có vẻ kỳ dị làm sao á. Có lần Trọng Nam nói với tôi rằng hắn gọi đây là gia đình điên. Sau đó tôi phân tách thấy đúng. Nhưng mà trên đời này thì có mấy người không điên đâu. Cô thử nghĩ xem, mỗi người bản tính khác nhau, thói quen cũng khác nhau, mỗi người đều có một điều khác người. Sự khác người đó được gọi là quái dị, phải không? Đúng. Cứ thế mà phân tích ra thì thế giới này ai cũng điên cả, chỉ khác ở cách điên mà thôi. Đi đi, mấy cô ra khỏi nhà tôi ngay, đi đi. Rồi, ông già lại đuổi bạn của tôi nữa rồi. Tối ngày chỉ thích tống cổ bạn bè tôi ra khỏi cổng không à, thiệt là kỳ à. Đi ngay, ở đây không có ai tin Trọng hết á. Dạ. Trời ơi, làm cái gì kỳ vậy? Làm cái gì hả? Nếu như cặp bè cặp bạn thì ra ngoài đường mà cặp, không được đem chúng vào đây, toàn là lũ trâu lũ chó, giao du với bạn không đàng hoàng. Gì cha nói gì? Bạn con là trâu là chó hả? Cha không bạn bè nên muốn con cũng thế, nhà sao giống y như cái mồ. Không ai ép mày ở đây. Nè, đừng có nói lời khúc dạy. Muốn đi thì cứ đi đi, suốt ngày chơi bời liêu lòng. Mấy con đó phấn son vàng dài, thấy mặt mày giống như ma quỷ, không biết gì là liêm sĩ. Kiếm bạn trai mà không xấu hổ thầm. Thôi cha ơi, bạn trai bạn gái gì cũng vậy trơn á. Bạn trai đến tìm con cha cũng đuổi như vậy chứ bộ không sao. Cha muốn con sao? Không bạn bè, không người yêu, suốt đời không lấy vợ, làm trai già phải không? Mày có thể giao du với bạn bè, nhưng phải chơi với những người đàng hoàng. Bạn con đứa nào cha cũng cho là mất dạy hết trơn, cha tống cổ ra hết. Thì cha làm sao biết là trong số người cha đuổi ra lại không có người đứng đắn chứ? Tao nhất định trong đám bạn bè của mày không có đứa nào sai được hết. Cha hay quá. Vậy sao không làm nghề thầy bói luôn đi? Thôi được rồi, nếu cha tin cái nhìn của cha là đúng, thế thì hôm trước cha không hỏi rõ đầu đuôi và vội đuổi Kim Chi đi. Vậy cha chắc rằng Kim Chi cũng xài không được hả? À, em ra đây làm chi vậy? Dạ, tôi đi dạo trong vườn. Hai đứa cùng đi dạo, nói chuyện phiếm và ngắm hoa lá cỏ. Đi dạo? Em đi chung với thằng Trọng sao? Dạ phải. Tại sao em không lo học hành lại đi dạo với nó? Nói chuyện với anh Trọng rất vui. Anh ấy rất dịu dàng và lịch thiệp. Tôi không thấy anh ấy có hành động hay lời nói nào bậy cả. Em là một con nhỏ ngu. Ngu thật là ngu. Em theo tôi. Em ngồi xuống đây. Kim Chi, em là một đứa con gái ngoan. Tôi lúc nào cũng muốn giúp đỡ em thi vào đại học. Tôi đã tạo cho em một hoàn cảnh thuận tiện để học hành. Tôi cho Trọng Nam giúp em ôn bài vở. Nhưng tại sao? Tại sao em không chịu học hành đứng đắn chứ? Thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng tôi đâu có làm gì bậy đâu. Em còn nói là không làm gì bậy à? Em phải ráng học hành, đừng nghĩ đến việc giao thiệp với bạn trai. Lê Trọng là một cái thằng tuy không hư đốn lắm, nhưng mà mỗi khi nó gặp bất cứ một đứa con gái nào là nó đều tán tỉnh. Còn em, em là đứa con gái đàng hoàng. Em hiểu tôi nói gì không? Dạ không, em không hiểu. Nói tóm lại, em càng ít lại gần con trai tôi càng tốt. Em nghe chưa? Giáo sư hãy yên tâm, tôi sẽ không để giáo sư bực mình. Tôi cũng biết rằng việc được giáo sư nhận cho ở đây đã là một ân huệ lớn lắm rồi. Khi nào đậu được đại học, tôi sẽ xin dọn vào đại học xá. Còn đối với gia đình này, tôi không có mưu đồ gì hết. Giáo sư khỏi phải đề phòng. Tôi chưa hề có ý muốn làm dâu con trong nhà này. Xin giáo sư yên tâm. Kim Chi, đừng hiểu lầm tôi. Chẳng qua là tôi muốn tốt cho em thôi. Con trai tôi nó là một thằng vô dụng, một thằng sở khanh. Không, tại sao giáo sư không chịu hiểu thôi? Chứ anh ấy là người tốt. Thôi được, giả sử nó là người đàng hoàng đi nữa, nhưng tôi mong rằng em đừng tiếp xúc với nó nhiều, được không? Vâng. Vậy là được rồi. Thôi em đi đi. Khoan đã. Tiền đây, em cầm lấy để tiêu xài. Dạ thưa, tôi cũng không cần tiền lắm. Lấy đi, em sẽ có việc xài. Phải rồi, em đến đây mà chưa đi dạo phố. Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ dẫn em đi nhé. Dạ. Thôi, em đi ngủ đi. Kim Chi, cha tôi có làm phiền cô không? Không. Lắng nghe những tiếng chim hè, chim ní non ru khúc mê say. Một khi lòng tôi nghe sầu nhé, em hỡi em, tôi đã yêu rồi. Kìa, ông thầy dạy học của tôi. Làm gì mà ngơ ngẩn thẫn thờ vậy ha? Tôi ngồi chờ em để hỏi thăm chuyện gì xảy ra trong đêm vừa rồi mà ầm ĩ vậy? Anh Trọng Nam ơi, mấy bữa nay trời có trăng, tôi hay đi dạo trong vườn. Bỗng tôi chợt thấy một bóng đen thường tiếng thở than, làm cho tôi phải hoảng kinh. Lúc ẩn hiện khi thì mất dạng, tôi vội chạy vào phòng. Và mới hồi hôm này tôi đang chợp mắt, nửa tỉnh nửa mơ, tôi bỗng thấy một bóng ma đứng gần tôi. Bà ta nhìn đăm đăm, tôi quá sợ và la ầm lên đại khi rõ sự tình. Chính bà Thuận vào phòng. Kim Chi, theo tôi nghĩ bóng đen và tiếng than trong vườn cây chẳng qua là do em tưởng tượng ra mà thôi. Riêng về việc bắt gái vào phòng em, có lẽ là có liên quan đến bệnh của bà ấy. Dù sao đi nữa, từ nay trở đi em cũng nên cài cửa lại trước khi đi ngủ. Trọng Nam, anh nghi ngờ điều gì chăng? Tôi không nghi ngờ gì cả. Anh Nam, nghĩ gì nữa vậy? Những ngày qua em thường ca ngợi Lê Trọng nhanh trí, nhưng tôi lại nhanh trí hơn hắn nhiều. Em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ gì? Muốn hôn em. À, quỷ anh à, khi không ôm hôn người ta à. Ai bảo em làm anh mơ ước? Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu. Em buồn em nhớ, ôi em nhớ. Em gọi thầm anh suốt cả ngày. Sáng nay nắng đẹp trời xanh, trong vườn hồng một nụ hoa tình đang khoe sắc thắm. Dìu dạt ru em đưa hồn người vào mộng, ngang ngát tỏa hương thơm tô đậm bức tranh đời. Anh đã cho em hương vị tuyệt vời, trong vòng tay anh nồng nàn tha thiết. Em biết rằng em yêu chỉ anh. Từ lâu rồi trên khoe mắt bờ môi, em đã nhốt kinh hồn anh vào vô tận. Và bây giờ mình được trọn ước mơ, bến sẵn đợi chờ thuyền yêu cặp bến. Bỗng gặp nàng tiếng dáng mỹ miều, anh như cánh bướm dần qua thăm, lạc vào sa mạc của tình yêu. Tình yêu khơi nguồn mạch suối trong gieo, cho sa mạc bỗng đầy hoa thơm cỏ biếc. Ta trao nhau từng ảnh nhìn tha thiết, để cuộc đời gặm dệt qua theo. Em mất rồi nét hồn nhiên tuổi dài, hồn lẫn lân nghe thương nhớ tràn. Tình yêu của mình đẹp lắm Kim Chi ơi, lòng ngất ngây sai trải dài theo lối mộng. Trái tim anh đã đến hồi dậy sống, tha thiết chân thành đòi hỏi một tình yêu. Làm gì như người ta dữ vậy? Em có muốn nghe anh thổ lộ cho biết một chuyện bí mật không? Muốn. Vậy thì nghe đây. Có người muốn ăn thịt em. Ai? Anh nè. Tại sao chứ? Vì sợ kẻ khác cướp mất em. Ai cướp? Cần gì phải nói ra. Vì anh biết, em biết, cả hắn cũng biết nữa. Anh thật là đa nghi á. Từ nãy giờ anh không làm bổn phận người thầy giáo đang dạy học trò, cứ đùa giỡn không à. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh biết em đang tự hào về sức thu hút của mình. Có lẽ trong đáy lòng em đang dự định chinh phục tất cả đàn ông trên đời này. Nè, đừng có đoán ẩu như vậy nghe. Anh tưởng rằng công cuộc nghiên cứu về tâm lý của anh đã đến chỗ toàn bích rồi sao? Đúng vậy, nhất là tâm lý của em. Thật không? Thật. Vậy thì xin ông thầy giáo trả lời 3 câu hỏi của học trò. Cứ hỏi. Thứ nhất, điều em hy vọng nhất là gì? Thứ hai, em đang nghĩ gì? Và thứ ba, người em yêu mến nhất là ai? Câu thứ nhất là từ Trọng Nam. Câu thứ hai cũng là từ Trọng Nam. Và câu thứ ba cũng lại là từ Trọng Nam. Nói mà không biết ngượng. Đừng đi. Đi đâu vậy? Tại sao lại cản em? Chỉ vì anh muốn em nghe tim anh đang thổn thức. Nè, lại đây kề tay vào ngực anh nè. Em có nghe không? Ngộ quá. Nó đập có dữ không em? Nó đập thùm thụp vậy đó. Em nói sai rồi. Anh nghe nó kêu Kim Chi, Kim Chi. Trọng Nam, anh Kim Chi. Thôi, bắt đầu từ giờ phút này không cho lộn xộn nữa nha. Học hành đàng hoàng nghe chưa? Anh làm như em là người gây ra lộn xộn không bằng. Ai bảo em nhìn anh chằm chằm làm chi? Hết học được rồi. Xin phép thầy, buổi sáng nay tới đây cho em xin chấm dứt bài học nghe. Phải rồi. Buổi học hôm nay dạy nhiều môn quá. Thầy dạy thật kỹ. Học trò học quá tận tình. Bài vở nào cũng đều thuộc hết đó. Quỷ anh à. Kỳ cục à. Trọng Nam, em thấy ở đây có nhiều dây chùm gửi bám vào thân cây tòng. Ngộ quá anh ha. Em có cảm nghĩ gì về thân tòng và qua chùm gửi? Kim Chi muốn hỏi anh, tạo quá đã vì cây tòng mà tạo ra hoa, hay vì hoa mà tạo ra cây tòng? Anh nghĩ là tòng được tạo ra cho loài chùm gửi tựa nương, vì cây tòng tách ra khỏi hoa vẫn có thể được sống, còn những hoa không thể sống xa tòng. Em thử nghĩ có đúng không? Nó chỉ sống bám vào thân cây, một sự sống khác thường. Em có một gợi cảm nào xem đời sống của nó giống ai không? Có phải anh muốn nói bà Thuận đây là đoán qua chùm gửi chứ gì? Ông Thuận là thân cây tòng, bà Thuận yêu mến sông tựa nương. Cả hai quấn quýt bên nhau như hai loại cây này. Nhiều lúc anh hết sức lạ lùng, của cặp vợ chồng họ hợp kết. Thân gầy không tự đến, chỉ tại gió xuân sang. Những ai là cơn gió mùa xuân, đưa đường dẫn lối họ gặp nhau. Theo anh thì ông bà Thuận có một chuyện tình éo le lắm sao? Đúng. Anh thấy chuyện gia đình nhà họ Lê này không giản dị lắm. Hết giờ rồi, Kim Chi hãy nghe anh nói. Có lẽ em cũng biết rằng không thể ở nhờ nhà người mãi được, phải không? Vì vậy, việc thi vào đại học với người khác thì không quan trọng. Nhưng với em thì ngược lại, em phải thành công chứ không thể thất bại. Xác mẹ chết chưa lành, ơn của giáo sư Lê Thuận như núi, em không có quyền thi rớt. Một bức họa quen thuộc. Tôi đã ăn cắp cách bố cục của bức tranh trong phòng của chị, vì nét tang thương và hùng vĩ của nó khiến tôi thích thú. Chị vẽ đẹp quá. Nhưng bức họa không do tôi tự nghĩ ra thì có gì là đẹp, là hay đâu. Chị thích những cánh hoa này lắm à? Vâng, tôi thích màu của những cánh hoa đó. Kim Chi, chị giống cha hay là giống mẹ? Theo tôi nghĩ, có lẽ giống mẹ tôi hơn. Tôi thấy chị cũng vậy á. Nhưng tôi thích được giống cha hơn. Sao vậy? Mẹ chị đẹp, và chị còn đẹp hơn nữa mà. Chị có để ý cha của tôi không? Ông đẹp trai, lại có cá tính cứng cỏi, bất khuất, giống như cây tòng cao vời vợi. Còn mẹ tôi, người giống như những cánh hoa vàng trong phòng của chị. Đừng bóp nát những cánh hoa này. Anh có biết nó mang tâm sự gì trong ấy. Đừng vứt đi cánh hoa màu lam nhạt, vì anh phải biết nó vẫn có trái tim. Chị làm gì vậy? Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi lật thử xem cái gì đó mà. Lật thử xem à? Bố mẹ chị không dạy chị là đừng nên tự ý lấy xem những vật riêng tư của kẻ khác. Nè, chị đừng có ăn nói hàm hồ, đừng có kiêu căng tàn nhẫn. Mẹ tôi rất quảng đại thông minh, đã dạy cho con nhiều điều tốt, nhất là phải biết thương người và phải biết làm cho người yêu mến. Đừng nên cười chê ai, vì như thế sẽ bị họ mắng vào mặt mình. Nếu con thành thật đối đãi thân tình thì chẳng bao giờ người tệ bạc với con. Ngoại trừ những kẻ không có trái tim, họ không biết phân biệt thế nào là sự cợt đùa, là sự thành tâm. Mẹ chị quả là người tốt. Bà ta đã dạy cho chị biết là có một giống người không có trái tim, dùng quán để báo đức, phải không? Tôi nghĩ là không có một người nào trong nhà này lại không tốt với chị. Chị... Kim Chi, làm gì mà chạy nhanh vậy? Kìa, em khóc à? Không, đâu có gì. Khoan đã, đợi anh hỏi rõ ràng xem tại sao. Không, không có chuyện gì hết. Cái này là cái gì vậy? Kim Thủy đó. Lúc nào cô ấy cũng ép qua trong vở, anh cũng không biết qua gì. Đừng bóp nát những cánh hoa này. Anh có biết nó mang tâm sự gì trong ấy. Đừng vứt đi cánh hoa lam nhạt, vì anh phải biết nó vẫn có trái tim. Kim Chi, em đang đọc cái gì đó? Việc học đã làm em mệt mỏi lắm phải không? Để chiều thứ bảy này anh đưa em đi xem phim và dạo phố nha Kim Chi. Anh đã làm cho em buồn à? Không, không phải vậy. Trọng Nam, anh quá tốt với em, trong khi ai cũng... Ai đã hiếp đáp em? Không, không có ai hết. Vậy thì cười lên đi chứ. Anh biết em không phải là cô gái đa sầu đa cảm, đúng không? Hãy nghe anh nói Kim Chi, em sẽ không là người cô độc. Cuộc đời anh và em giống hệt nhau, nhưng anh không bao giờ để cho nỗi buồn lấn áp anh cả. Nhưng em sẽ không bao giờ buồn nữa, vì bên em đã có anh. Chào bác. Tấm hình này chụp lúc cháu vừa được 6 tuổi. Nghe mẹ thường kể lại thì cháu lúc nhỏ giống như chú mèo con, chỉ thiếu những cọng râu ở mép nữa thôi. Lúc em 6 tuổi, cuộc sống của em có sung sướng không? Cha em là người ra sao? Dạ, con cũng không nhớ rõ, chỉ biết người là một giáo sư trung học. Nhưng nghe mẹ nói cha con rất thật thà, con nghĩ có lẽ người rất tốt. Vậy tại sao cha em lại mất? Dạ, nghe nói vì bệnh phổi. Lúc đó nhà con cũng nghèo quá nên cha đi mãi không về. Thương nhớ làm cho đời thêm bao cay đắng suốt bao năm dài, vì con mưa nắng giăng lao xót xa trong lòng niềm riêng càng nghe rơi rứt cảm thương cho người vì ai chất chồng sầu. Mười mấy năm hai mẹ con sống hầm hiu trong gian phòng của ngôi trường nữ tinh lẻ. Mẹ lấy tiếng ea của trẻ thơ làm nhạc và tiếng cười của con làm lẽ sống trên đời. Mẹ thật nhỏ nhoi chừng nào có xa vời, chỉ mong sống cuộc đời đạm bạc dịu dắt khôn khờ cho đến lúc thành nhân. Mẹ âm thầm nhịn bớt phần ăn để trang trải áo quần sách vở, vì tương lai của con mẹ ngày đêm trăn trở. Căn bệnh trầm tha đã quật ngã mẹ hiền. Trời ơi, nhưng mẹ của em, người có buồn phiền chuyện gì khác nữa sao? Mẹ thường buồn lắm chứ, nhưng lúc nào mẹ cũng nhìn thẳng vào thực tế, vì mẹ cô là một người đàn bà cứng cỏi. Mẹ em quá tốt, tốt đến nỗi... Bác Thuận, bác Thuận ơi, bác đừng quá xúc động. Không, tôi không xúc động, vì những con người có trái tim mới biết xót đau, còn những con người không có trái tim thì làm sao có thể dễ dàng xúc động. Tôi là người không có trái tim và mà có cả linh hồn. Trên đời này có biết bao chuyện éo le, em có hiểu không? Mà làm sao em hiểu được. Thật tội nghiệp cho tôi, chỉ còn đây thể xác, một thể xác vô hồn đạn ghê tởm khinh khi. Bác Thuận, bác Thuận ơi, bác đừng làm con sợ. Bác Thuận, bác Thuận ơi, bác Thuận. Kìa, có chuyện gì vậy? Giáo sư, bác gái Thanh Nhã, chuyện gì? Chuyện gì vậy em? Không, không có chuyện gì đâu anh. Em chỉ nói chuyện với Kim Chi thôi mà. Có thật gì không? Vậy tại sao em lại khóc? Hả? Tại sao em khóc? Kim Chi, cô nói gì để cho bác gái khóc vậy? Dạ, dạ tôi có nói gì đâu. Nhất định là cô vừa nói cái gì đó nên... Anh đừng dữ dằn như vậy với Kim Chi chứ. Nó là đứa con gái dễ thương lắm mà. Không, anh nào có dữ dằn với Kim Chi đâu. Có, anh đã dữ dằn với nó. Anh Thuận, hãy thương nó, hãy chăm sóc nó chu đáo nha anh. Thôi em đừng khóc nữa. Anh sẽ không dữ dằn với nó nữa đâu. Bây giờ anh đưa em về phòng nghỉ nghe em. Cô Chi, cô đừng nên tập bay, vì dưới chân cô có bánh xe đó, mà cô thì không có cánh. Vì vậy nếu cô muốn bay thì bay đâu chẳng thấy, chỉ thấy đo đất mà thôi. Nè, anh nhìn trộm tôi bao lâu rồi? Bắt đầu từ cái lúc mà cô giống như kẻ trộm, len lén xách đôi giày trượt patin chạy xuống lầu. Vậy tại sao thấy tôi té, anh không đến đỡ lên mà còn đứng cười? Thiệt là thất đức quá. Thôi, khăn nè, lau cho khô mồ hôi đi. Cảm ơn anh. Khăn gì mà đen xì à, bẩn quá. Kim Chi, tôi đố cô chứ, cô có biết là cô đã mang đến cho nhà họ Lê này cái gì không? Mang đến cái gì đâu. Cô đã mang đến sự sống. Sự sống à? Đúng vậy cô Chi à. Vì trước khi cô đến nhà họ Lê này chỉ là ngôi nhà chết, ít thấy bóng người, ngày cũng như đêm, từ trước tới sau hoang vắng âm u. Bây giờ thì ngược lại có phần nhộn nhịp. Anh muốn nói chi tôi chẳng hiểu gì đâu. Cô không nhận thấy mấy lúc sau này tôi chơi thì ít, ở nhà lại nhiều. Cô biết sao không? Vì anh cứ nói đi. Tại có mặt Kim Chi, từ khi cô có mặt ngôi nhà này như sống lại. Tôi thấy vườn như cây cỏ cũng vui lây. Cô sợ tôi lắm sao Kim Chi? Tôi không sợ cái gì cả. Cô Chi à, hôm qua tôi nghe cô hát một bài ca rất là quen thuộc, rất gần gũi mà tôi ưa thích. Cô có thể hát lại cho tôi nghe được không? Đó là bài ca Chim Mẹ Dạy Chim Con. Ủa, anh cũng biết bài hát này nữa hả? Phải, hình như tôi đã biết bản hát này trong giấc mộng. Có lẽ thế, vì những lời hát kia đã ăn sâu vào tim óc. Tôi chẳng nghe ai hát ai ca mà sao như quen thuộc từ bao giờ. Ở trong tôi như có sự ẩn hiện mập mơ. Nhất định là anh đã nghe ai hát, còn tôi thì được mẹ dạy cho. À phải rồi, nghe nói mẹ tôi và mẹ cô hai người thương nhau như là chị em ruột thịt. Có lẽ khi tôi còn ở tuổi ấu thơ, được mẹ cô dỗ về và dạy cho tôi hát. Anh nghe từ lúc 3-4 tuổi thì làm sao nhớ được cho đến bây giờ chứ? Tôi nghĩ là có thể được chứ. Ít nhất nó cũng có một ấn tượng ở trong tiềm thức. Cô Kim Chi à, cũng như là ngày mới gặp cô, tôi tưởng chừng như thân quen lắm. Chẳng một lần gặp nhau mà như thương mến từ lâu rồi. Kim Chi ơi, tôi cũng đang mong ước đợi chờ. Con thuyền lã một lần đổ bến, e ấp ngại ngùng tìm chỗ buông neo. Ngọn đông phong nay đã trở mình, lòng an mát đón đợi mùa gió mới. Tôi không để cô ruột khỏi tầm tay với, dịu dặt êm đềm mong mê bước vào yêu. Kim Chi, cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi không hiểu gì cả. Vậy thì để tôi cho cô biết nha. Sao anh lại ôm tôi? Trọng Nam đâu có chỗ nào đáng yêu đâu Kim Chi à. Hắn chẳng qua chỉ là một con ngọt sách đâu xứng với em. Không phải thế, anh không hiểu được anh ấy. Trọng Nam có tư tưởng, có nghị lực và cả lý trí. Vậy tôi không có tư tưởng, nghị lực và lý trí sao? Anh hình như cũng có. Hình như à? Vậy cô giải thích xem tại sao? Vì tư tưởng anh quá rộng rãi, thái độ anh đối với mọi người chung quanh lại quá phóng túng. Lúc nào cũng thích chăm chọc, không cần biết điều ấy đúng hay sai. Anh lại không coi gì là quan trọng, kể cả cuộc sống và tình cảm. Không có trách nhiệm trên cả phương diện học hành lẫn chuyện tình yêu. Tôi có nhiều khuyết điểm đến vậy sao? Đó là hình ảnh của một Lê Trọng trong mắt em đó à? Vâng, nhưng có đúng không chứ? Cũng đúng phần nào. Nhưng sau khi thành hôn, cô không được phê bình tôi một cách cẩu thả như vậy. Bây giờ thì được, nhưng sau này tôi sẽ là người chồng đứng đắn và độc tài. Anh lầm rồi. Tôi không hề có ý định làm vợ anh. Tôi không lầm. Nhất định cô phải là vợ tôi. Không, không bao giờ. Kim Chi, nhất định phải như vậy. Kim Chi, buông ra. Trọng, đồ bội vợ. Cha, tại sao cha làm như vậy? Tại sao đánh tôi? Khốn nạn, tại sao mày lại toan làm điều bậy bạ? Tao đã từng cảnh cáo không cho mày quấy nhiều Kim Chi. Tại sao cha cứ làm thầy rùa cản đường hoài vậy? Cha cho Kim Chi và con không xứng đôi chăng? Mày, bộ cha tưởng là con đang đóng kịch hay sao? Đúng ra là cha phải mừng, chỉ có người kiềm chế được con. Mày im đi. Trời ơi, đồ hư thối, mày sẽ chết xuống 18 tầng địa ngục. Mày muốn cưới ai cũng được, nhưng tao cấm mày không được đụng tới Kim Chi. Mày mà lộn xộn, tao đập mày gãy cẳng. Đồ thối ta. Kim Chi, em là đồ ngu, em ngu lắm. Em cũng đáng chết lắm, đáng chết lắm. Nè, hãy mở mắt ra xem. Cô cái thằng này nè, có chỗ nào để đáng cho em để ý chứ. Sống sao chẳng chịu an phận, cứ gây rắc rối hoài vậy. Đồ ngu, hư, cả một lũ hư thôi. Thôi, cha đừng có la lối ôm sòm nữa, người ta cười bây giờ. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, đủ chứng tỏ điều con nghĩ là sự thật. Cha đã tự lừa dối chính cha mà. Có phải là cha cũng đã yêu Kim Chi rồi phải không? Trọng! Trời ơi, Mày là thằng con. Đừng làm như vậy. Đừng vì tôi mà xô xát với nhau. Anh Trọng Nam, anh hãy can thiệp hai người đi. Đau quá. Kim Chi, Đừng đụng đến chân tôi. Trời ơi, chết rồi. Kim Chi bị trật chân, té nặng quá, bị gãy xương chân rồi. Phải mời bác sĩ tới ngay mới được. Mau mời bác sĩ đến nhanh lên. Nhanh lên. Có lẽ nào ông Thuận lại yêu Kim Chi sao? Này Kim Chi, tôi thấy sắc mặt của em không được khỏe lắm. Trọng Nam, bắt đầu từ ngày mai tạm thời ngưng dạy, để cho em nó nghỉ ít bữa. Anh Trọng Nam, anh có thể đến đây một chút được không? Trọng Nam, câu chuyện xảy ra hôm ấy em muốn giải thích cho anh rõ, mà anh có thể bỏ cái lối nhìn em như thế được không? Anh nhìn em như thế này có gì khác thường đâu. Anh ngồi xuống đây được không? Anh Trọng Nam, anh phải cho tôi cơ hội để giải thích chứ. Hôm ấy như anh thấy, mọi chuyện xảy ra giữa tôi với Lê Trọng hoàn toàn do hắn chủ động. Lúc ấy tôi chưa rõ ất giáp gì cả. Có đúng vậy không hả Kim Chi? Có phải hắn đã mê hoặc em không? Kim Chi ơi, đúng ra anh không có quyền hờn trách, bởi vì em là một nguồn sáng đã thu hút lòng người bằng sự chân tình tinh khiết thanh cao. Được người ta mến yêu thì đó không phải là đã mắc tội tình, nhưng bởi anh quá hẹp hòi và ích kỷ, anh không muốn bất cứ người đàn ông nào được đến kề cận bên em. Ngay cả khi nhìn ông giáo sư Lê Thuận đặt tay lên trán lên đầu, anh thấy như bị thiêu bị đốt trong lòng. Trọng Nam ơi, anh đừng nghi ngờ mọi người như vậy. Lê Thuận, người đã chăm sóc cho em như bậc chú cha lo cho cháu con dưới lòng chân thật. Kim Chi ơi em đừng tự dối lòng mình, Lê Trọng đã thốt ra lời nói kia chẳng phải vô tình. Không có chuyện đó mà Trọng Nam, anh cũng biết em chỉ là đứa con gái không đẹp, thì anh đừng nghĩ rằng ai cũng yêu em. Em suy nghĩ cho kỹ thì biết, ngoài bà Thuận ra chưa một ai được ông Thuận chăm sóc. Kể cả Kim Thủy là con gái ruột, thân thể yếu đuối nay ốm mai đau. Vậy mà em có thấy ông ta hỏi han tiếng nào hay sờ mó đến chút nào không? Chỉ đi mời bác sĩ đến cho thuốc uống là hết trách nhiệm. Trái lại, em là đứa mồ côi đến nương nhờ ở tựa, thì tại sao ông ta lại đặc biệt chăm sóc lo lắng như vậy? Không thể có chuyện như vậy được. Anh chỉ mong rằng anh sẽ ít yêu em một tí. Có như vậy anh sẽ đỡ phải đau khổ vì ghen, vì sợ mất em. Kim Chi, em biết không, hôm ấy nhìn em và Lê Trọng, anh đã muốn đánh dập mật hắn và muốn nghiền nát cả em. Đúng ra em phải gãi lìa cả đôi chân mới vừa, để trừng phạt tội bội tình của em. Anh thật giống như bà vợ đa nghi. Em chẳng bao giờ bội tình cả. Đúng, anh là người đa nghi, và anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh từ ngọn chân lông, từ một tư tưởng, tất cả đều là của anh. Kim Chi, anh không còn giận em nữa. Đây là tình yêu phải không em? Sống đã 25 năm, bây giờ anh mới biết thế nào là ái tình. Có nụ cười, có nước mắt, có ngọt mật lẫn chua xót, có đau khổ lẫn vui tươi. Ngủ đi em. Em ngủ yên trong giấc mộng thường, hoa ngát xanh hương sắc dịu êm. Đời vẫn dài, trăng khuya dần sáng, mây vẫn trôi mãi muôn đời. Dạ, chào bác Thuận, bác vẫn khỏe? Kim Chi, sao em lại đến đây? Đến với ngôi nhà này? Dạ. Nhà này có ai quen đâu mà em dám bước vào nơi đây. Thân gái một mình xinh tá tốt tựa nương, làm sao em biết được mọi người sẽ yêu thích. Mà đạp chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ như hiện nay. Em đến đây để làm chi vậy? Hãy nói rõ cho tôi nghe. Tôi không còn cha, không còn mẹ, nên đến xin tá túc nhà bác. Ngoài ra tôi chẳng có mục đích gì. Em đến đây làm chi? Theo bác nghĩ thì tôi đến đây để làm gì? Có phải ông ấy bằng lòng cho em đến ở đây không? Phải không? Em đến đây tất cả đều thay đổi nhiều. Tôi đã biết điều này. Em dự định làm gì và muốn chi đây? Nhưng tôi gian em. Em hãy tha thứ cho nó. Em hãy tha thứ cho nó. Bác Thuận, bác nói gì tôi không hiểu. Nó là ai? Tôi biết em hiểu mà, phải không? Em hiểu tất cả mà. Tôi không hiểu cái gì hết. Vậy em có biết mẹ em là ai không? Mẹ tôi phải biết chứ. Người là Trần Thị Tâm đã qua đời rồi. Bộ bác muốn thiêu dệt thêm huyền thoại hay sao? Không lẽ mẹ tôi lại là một người khác? Mẹ của em là... tôi đứng bên ngoài nghe hai người nói chuyện. Thanh Nhã, em định nói chuyện gì vậy? Bác gái đang nói về mẹ cháu. Hai bác trước kia chơi rất thân với người. Vậy thưa giáo sư, mẹ cháu là ai vậy? Em có mê không? Mà mẹ em là ai em cũng không biết, còn hỏi tôi nữa. Đầu óc của em đâu? Em có mê không? Tôi chỉ lặp lại câu hỏi của một người. Thanh Nhã, em về phòng trước đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Kim Chi một chút. Kim Chi, bây giờ em có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tôi không có chuyện gì nói cả. Mọi người đã làm tôi rối rắm. Ai cũng muốn làm ra vẻ bí mật trước mặt tôi. Làm ra vẻ bí mật? Kim Chi, em đừng nghe Thanh Nhã nói. Em không biết là bà ấy có bệnh thần kinh hay sao. Lúc này em có vẻ ốm nè. Em cần phải ăn thêm nhiều chất bổ dưỡng. Em thích ăn gì? Với em, ăn như vậy là ngon lắm rồi. Đối với cuộc sống ngày trước thì đây là thiên đường. Lúc trước em sống kham khổ lắm sao? Vâng, nhất là thời kỳ mẹ bệnh. Kim Chi, từ đây về sau em sẽ không còn nghèo khổ cô độc nữa. Em sẽ xa rời tất cả những khổ đau đó. Ông, tại sao ông lại thương tôi như vậy? Tôi là một đứa con gái mồ côi giữa chợ đời bơ vơ lạc lòng. Trong vòng tay ông, tôi như vừa được ban thêm sức sống. Nghe từng nhịp đập của con tim em gọi thăm tên. Xa lạ người dân mà tôi tưởng chừng như ruột thịt của mình. Ông đã đem đến cho tôi một nỗi tình khó tả, vào hồn dưới ảo giác xa xôi. Tôi có ấn tượng của một kẻ lâu ngày lạc trong rừng sâu, bỗng trông thấy nhà thấy cửa. Một kẻ rét bước được ngồi bên bếp lửa, ấm áp cõi lòng trong cơn sóng bình. Dốc dáng này cho đến bây giờ mới được vuốt ve yêu mến. Ôi thật tội nghiệp cho Kim Chi. Thật là tội nghiệp. Cô bé lười biếng ơi, dậy đi chứ. Nè, mặt trời đã... Trời ơi, tôi có lầm chăng? Anh Trọng Nam. Trời ơi, có phải tôi đã chìm bao lạc vào cõi u mê, thấy cảnh gớm ghê bài trò nhút nhơ? Anh hỡi Trọng Nam, chẳng có gì đâu. Trời ơi cô gái tơ giang diêu với ông già, tôi không ngờ một trò hề được phơi bày. Nay sáng mắt ra lòng dạ người ta thật quá điêu hoa. Anh hãy im đi chớ cố ghen tương mà nặng nhẹ xuống sàn. Kim Chi, cô là hạng người lòng dạ đổi thay, vô tình bạc nghĩa. Nếu giết được cô tôi sẽ đốt cháy thành than, xây thành bột, để hỏi tại sao sớm quên lời thề thốt tạo nổi phong ba chớp bể mưa nguồn. Đâu phải là sân khấu mà cô vẽ mặt sắm tuồng, bài chi cảnh sớm thay chiều đổi, hãy kết thúc cho rồi một màn kết dối gian. Tôi tưởng cô là người hiền thục đoan trang, nên dệt mộng tình trao lời hẹn ước. Nào ngờ cô cũng thuộc hạng đổi trắng thay đen, đam mê kiếm tiền mà vội quên điều nhân nghĩa. Cô tàn nhẫn lắm, cô độc ác lắm. Trọng Nam, hãy dừng tay lại. Thôi từ đây đôi ngã đôi đường, xin đừng nghi quan phải dương mang tôi làm sao nói cho nên lời. Ui vòng tay tận ngài ấm áp buồn tôi. Đừng biện minh ôm ấp trong tay, tình cảm gì khi má tựa kề vai. Ai có khổ đau mới hiểu tận tường đau khổ, ai có đi qua mới biết đoạn trường kiều. Nỗi trăng trở bâng khuâng càng lúc lại thêm nhiều, tự trách mình vì chữ yêu đã tạo điều oan nghiệt, để bây giờ có miệng mà nói chẳng thành câu. Cuộc đời sao lắm bể dấu, tơ lòng vương mắt nỗi sầu trả vai. Một mình biết, một mình hay ngầm hờn nuốt đắng cho dài quang khiên. Thưa giáo sư, xưa nay tôi vẫn tưởng ông là người có nhân cách, bây giờ mới biết sự thật ông chỉ là lão già chẳng nên nết. Kim Chi, tôi đã hiểu rõ con người thật của cô. Chào. Anh Trọng Nam, anh Trọng Nam. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã sắp đặt cho con một đời sống lạ lùng như vậy sao? Kim Chi, suốt 3 ngày qua rồi, cô đã phí bao nhiêu nước mắt, bây giờ cô định đổ thêm bao nhiêu tình cảm cho khúc gỗ vô tri ấy chứ? Khúc gỗ? Khúc gỗ nào? Là Trọng Nam đó. Kim Chi, cô hãy cho tôi biết hắn có chỗ nào đang để cô yêu. Hắn chỉ biết ly thiết đạo đức xuông, là một con một sách, là một kẻ tầm thường. So với tôi thì hắn là một con người quá tệ, nếu tính cộng trừ tôi 10 thần hắn chỉ có một. Thay vì yêu hắn thì cô hãy yêu tôi, vì tôi hơn hắn đến 10 lần. Nè, nếu Trọng yêu cô thì cô đã được 10 thằng như hắn. Trọng lợi thế hơn nhiều, tại sao cô không sao xuyến? Tôi chưa thấy ai như anh á, có giọng điệu lý luận gàng bướng. Hãy thử nghĩ lại xem, giữa tôi với Trọng Nam, cô sống với ai sẽ được vui hơn? Kim Chi, cô ngu thật mà. Nhiều lúc tôi thấy cô là một đứa con gái thông minh nhất, nhưng trên phương diện ái tình, tôi thấy cô là một kẻ ngu đần nhất. Thôi được, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Việc thi vào đại học của em không còn cần thiết nữa. Tôi sẽ không để cho em làm bất cứ việc gì. Làm vợ không cần phải làm thêm nghề khác, không tốt. Cái gì? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Ý tôi muốn nói là hè năm tới tôi ra trường, đến mùa thu chúng ta sẽ kết hôn. Kết hôn vào mùa thu được chứ? Trời không nóng cũng không lạnh. Lê Trọng, tôi không bao giờ làm vợ của anh. Coi kìa, tôi biết em phản đối tôi không phải vì em yêu Trọng Nam. Em không hề yêu nó, mà là em yêu tôi. Đừng vội đính chánh, hãy nghe tôi nói đây. Ngay từ đầu em đã yêu tôi rồi, nhưng quả tim em đã có vết thương. Đó là do những áp lực mà cha tôi đã gây cho em. Kim Chi, em đừng ngại gì cả, rồi cha sẽ từ từ hiểu anh. Kim Chi, em đẹp quá à. Anh Trọng, anh đã lầm rồi. Cha anh thương tôi cũng như tôi thương anh. Đó chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm bình thường, chứ không phải là tình yêu. Thế nào mới gọi là tình yêu? Chẳng hạn như tôi đối với anh Trọng Nam, và Trọng Nam đối với tôi. Em lầm. Không, tôi không bao giờ lầm lẫn. Em thật tình yêu hắn à? Chắc chắn như vậy. Vậy chứ tình yêu và tình bạn khác nhau ra sao? Không có anh tôi vẫn sống được, nhưng nếu không có Trọng Nam thì cuộc đời năm tháng sẽ biến thành dễ sợ thật. Kim Chi, phải chi nước mắt này vì tôi mà đổ xuống thì tôi nghĩ rằng em phải thuộc về tôi. Chúng ta giống nhau thế này, lại cùng bản tính. Nhưng mà có lẽ tôi còn thiếu một cái gì đây. Kim Chi ơi, tôi không muốn mình là một kẻ thua cuộc. Anh Trọng, hãy làm anh của tôi nhé. Hồi nào tới giờ tôi không có anh chị em gì cả, lúc nào cũng mong mỏi có được một người anh. Tôi không muốn làm anh của cô. Tôi đã có em gái rồi, cô nghe chưa? Trọng Nam ơi, tại sao anh không nghe em bài giải? Tại sao anh lánh mặt em? Giờ này anh ở đâu? Anh có biết là em mong nhớ anh nhiều lắm không? Trọng Nam, Trọng Nam. Trong phòng không có ánh đèn, như vậy là anh chưa về. Anh đi đâu? Có lẽ là đi dạy ở nhà nào chăng? Tại sao mình không vào phòng anh ấy ngồi đợi? Vì nếu thấy mình lê chiếc chân đau đến để đợi chờ thì biết đâu anh ấy sẽ hết giận. Làm như vậy tuy có bị chạm tự ái, nhưng với tình yêu thì tự ái còn có nghĩa gì nữa đâu. Rừng cây. Trên ghế hay còn ấm. Như vậy người con gái lúc nãy không phải là quỷ. Như vậy cô ta là ai? Chắc chắn là Kim Thủy. Nhưng Thủy ở trong phòng tối ôm này để làm gì? Có phải để đợi Trọng Nam không? Mong em trong sáng như thủy tinh, nhưng em đừng lạnh tựa giá băng. Mong em huy hoàng như ngọc sáng, nhưng em đừng lạnh như đá xanh. Như vậy, chiếc mê đai này là của Trọng Nam tặng cho Kim Thủy, và Kim Thủy đem hoàn trả lại cho chủ nhân. Đây là bức họa mà Trọng Nam vẽ tặng cho Kim Thủy đã trên 1 năm rồi. Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ vẽ được nét cười em yêu. Mong rằng có một ngày nào em không còn vẽ u sầu đơn côi. Nhẹ nhàng anh nói đôi lời mừng em hạnh phúc trọn đời đẹp tươi. Trọng Nam chúc mừng ngày Kim Thủy lành bệnh. Vậy cô gái lúc nãy đúng là Kim Thủy đã đem trả lại 2 kỷ vật này để thức tỉnh kẻ đổi dạ thay lòng. Mình có ảo tưởng không khi nghĩ là Trọng Nam yêu mình? Mình có gì bằng Kim Thủy đâu. Trời ơi, tôi không hiểu gì cả. Tôi không hiểu. Kim Chi, chân em đã lành rồi à? Có thể đi bình thường được rồi. Ngồi xuống đây đi em. Không, tôi muốn trở về phòng ngay. Kim Chi, em giận anh đó à? Anh đã hiểu tất cả rồi. Anh quá xấu hổ chuyện vừa qua, anh đã ghen tương làm cho rối ren ầm lên. Chiều nay được ông giáo sư Lê Thuận giải thích tận tường. Ông nói gì mà anh mừng? Giáo sư nói em thật dễ thương, chẳng có mẹ cha nên từ lâu ông xem như là con. Nhờ như vậy mà ông biết được chuyện của chúng mình nên không hề than phiền. Giáo sư cho rằng em với anh xứng đôi hơn là em với Lê Trọng. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh buông tôi ra. Kim Chi, chuyện gì nữa vậy? Chuyện gì? Chuyện gì thì anh biết rõ hơn tôi mà. Chuyện gì vậy? Em cứ nói ra đi. Buông tôi ra. Không. Buông tôi ra. Không. Anh Trọng Nam, anh là đàn ông, anh đừng có hiếp tôi. Trời ơi Kim Chi, bộ cô gặp cướp hay sao mà cô la lớn vậy? Anh Trọng, tốt hơn anh trở về phòng đi, đừng xía vô chuyện người khác. Ủa, thì ra ông giáo sư, anh đang dạy Kim Chi môn gì vậy? Nhu đạo à? Tôi bảo anh đừng xía vô chuyện của tôi nghe chưa. Tiểu thơ, tôi có vinh hạnh được đưa cô về phòng hay không? Nè, anh có buông tay Kim Chi ra không? Ông giáo sư, ông muốn dạy võ cho tôi nữa à? Anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi với Kim Chi. Bằng không thì... Thì sao? Đánh gãi răng anh chứ làm sao. Đâu anh thử xem. Lúc này tôi thấy anh có vẻ hay xen vào chuyện của người khác lắm đó nghe. Kim Chi là vị hôn thê của tôi. Hả? Có đúng vậy không Kim Chi? Nói cho hắn biết đi em. Tôi... Kim Chi, em làm sao vậy? Kim Chi, em đừng sợ. Câm mồm lại. Câm mồm lại. Đùa giỡn gì đó, sao ồn quá vậy? À, cũng lại là cô nữa hả? Kim Chi, có phải hôm nay chân cô đã lành, hàng gì mà chẳng xảy ra chuyện ồn ào? Còn hai người này, bộ định biểu diễn võ thuật hay sao? Nè, nghe lời tôi, hãy về phòng ngay. Sẵn đây, tôi xin thưa một việc. Kể từ mai, tôi sẽ không đảm nhận vai trò giáo sư dạy ở nơi đây. Cậu kia nếu cậu dọn đi mà không chịu dạy, trong khi Kim Chi sắp thi vào đại học, cậu phải biết trách nhiệm của mình một chút. Không phải muốn dạy thì dạy, muốn đi thì đi. Nếu Kim Chi mà thi rớt thì tôi sẽ đập cậu què cẳng nghe chưa. Tất cả mọi người mau mau về phòng. Kim Chi, ngày mai bắt đầu đi học lại nghe không? Giáo sư nói thế là sao? Tôi bảo anh không thể rời khỏi nhà này nghe không? Tôi nghĩ nếu anh muốn đi thì anh là thằng điên. Tôi là thằng điên? Chỉ có trời mới biết trong nhà này ai điên. Kim Chi, em tưởng chân em như thế là lành lặn rồi hay sao? Mà đi đứng lung tung như vậy, em có điên không? Thiệt, chẳng ra làm sao cả. Kim Chi, em lẩm bẩm cái gì đó? Tôi nói, nếu thần kinh tôi mà có bị mất thăng bằng thì đó là do sự truyền nhiễm của nhà này đó. Mày đứng đó làm gì? Mày có điên không mà mày cười như vậy? Vui quá cười. Ai cũng điên hết, chỉ khác nhau ở cách điên thôi. Đây đúng là ngôi nhà điên. Kìa, chị Kim Thủy, chị cũng ra đây nữa hả? Làm gì ngồi một mình vậy? Không làm gì cả, ngồi chơi thôi. Ở đây dường như ai cũng mê thích chị, nhất là đàn ông. Có phải vậy không? Gì? Chị nói gì? Tôi muốn nói rằng Lê Trọng và Trọng Nam ai cũng mê chị Vấn Dương suốt ngày. Thật lạ lùng, tôi muốn biết tại sao chị mê hoặc được cả hai anh chàng này. Xin chị đừng có vội hiểu lầm, tôi chỉ là một cô gái mồ côi, ăn nhờ ở đậu, dán đâu đèo bồng, làm so sánh với tiểu thư đại ca, thân bò bèo an phận mà thôi. Nếu ai mà dám nói yêu tôi như gông vào cổ, chứ không ít gì. Tôi cũng không biết họ thích tôi ở chỗ nào nữa. Nè, chị thích nhai thử cỏ non không? Nhai nhai cũng vui vui đó. Trời ơi, ăn cỏ. chị từ đâu đến vậy? Quê nhà của tôi. Quê nhà? Chỗ đó ở đâu? Bộ ở đó con gái đều ăn cỏ hết sao? Nhai cho vui vậy mà. Vậy chứ lúc còn nhỏ chị chưa hề ăn mầm cỏ, chưa ăn hoa hồng hay cỏ me chua sao? Mấy cái đó ăn được hả? Được chứ, ăn cho vui miệng mà. Chị Thủy à, mấy lúc gần đây tôi thấy dường như chị không ưa tôi. Chị Kim Chi, đối với gia đình này chị không có một chút liên hệ nào của tình huyết nhục. Hay nói gần đúng hơn, chị là khắc tinh của nhà tôi. Chị là một dấu chấm hỏi to lớn mà tôi cần có được một lời giải đáp. Tôi muốn hỏi tại sao mẹ chị lại đem con đi gửi cho người bạn già lâu năm không liên lạc? Tại sao ba tôi nhận chị vào nhà để cho tình thương đối với người thân dần dần mất mát? Sự hiện diện của chị có giản đơn chăng, hay là mầm não loạn gia đình? Chị là ai? Tại sao không an phận của mình? Cha chị là ai? Còn sống hay đã chết? Chị đến nhà này với mục đích gì đây? À, chị nói đi. Hạnh phúc gia đình từ trước tới nay, chị xuất hiện đã phá tan đi nhiều mơ. Cuộc sống bình yên chị đã làm đảo ngược, đem đến niềm đau thầm lặng cho người. Chị Thủy, chị muốn đưa tôi vào con đường rối rắm phải không? Chị muốn nói gì cứ nói đại ra đi, việc gì phải úp úp mở mở. Chị chính thật là người kỳ quái. Chị kỳ quái thì có. Kim Chi, chị làm rồi. Tôi không phải là loài hoa chùm gửi đâu nha. Mong chị đừng tàn nhẫn ăn cái đọt non của tôi. Kim Chi, tôi muốn nói chuyện với cháu. Có chuyện gì? Bác Thuận, bác muốn dạy bảo điều chi? Bác không có điều chi dạy bảo cả. Chỉ có lời muốn xin cháu. Xin? Bác muốn xin cháu điều gì? Cháu hãy tha cho nó. Tha cho nó? Lại cũng câu ấy. Bác bảo cháu buông tha, nhưng mà tha cho ai? Cháu chưa hề ghét hay làm hại một ai hết. Có. Cháu hãy tha cho Kim Thủy, nó sắp khổ đau. Con có làm chi để chị ấy đau buồn. Xin thề là con không có ác ý với ai. Có. Không, không bao giờ. Cô đã đến đây chiếm đoạt Trọng Nam, mà nó đã yêu từ lâu rồi. Bác ơi, cháu không hề cố ý chiếm đoạt Trọng Nam. Cháu yêu anh ấy dưới tất cả chân tình. Có lẽ bác không trách khi cháu đã yêu. Nếu cô không đến đây thì làm gì có những cuộc tình gian dở. Trước kia Trọng Nam và Kim Thủy từng kề cận bên nhau như bông như hình. Cô là kẻ đến sau, cô ý chiếm đoạt tình. Tôi là mẹ nên vô cùng chua xót khi nhìn thấy con mình tình cảm bị bỏ rơi. Nhìn bề ngoài cô thấy nó rất vững vững, nhưng thật ra nó là đứa con gái vô cùng yếu đuối. Ngay từ phút đầu đến đây cô đã biết Kim Thủy yêu Trọng Nam tha thiết chân thành. Bác Thuận, bác bảo tôi phải làm sao? Kim Chi, bản tánh cô cứng cỏi, việc mất Trọng Nam sẽ không làm cho cô đau đớn lắm đâu. Tại sao bác biết? Bác Thuận à, sống trên đời con người có thể dứt bỏ tất cả, nhưng với ái tình thì không được. Nếu một ai đó có thể vì người khác mà dám đem tình cảm của chính mình để hy sinh, thì tôi nghĩ chỉ có thể là thần thánh, chứ không phải là người ở chúng nhân gian. Tình yêu không thể bán mua hay đổi giá, cũng không có gian sinh nài ép bao giờ. Bác có hối hận vì đã cho tôi ở đây không? Một con bé mồ côi được hai bác cho ăn nhờ ở đậu, nhưng chẳng phải vì mang nghĩa ân sâu nặng, mà phải lệ thuộc vào sự sắp đặt hay sao? Không, cô lầm rồi. Tôi không có ý chèn ép cô. Nhưng sao bác bắt tôi phải bỏ anh Trọng Nam? Trường hợp bác có thể vì một người đàn bà khác mà chịu xa giáo sư Lê Thuận không? Nếu bác thấy là đã cho tôi một chỗ nương tựa nên có quyền đòi hỏi như thế, thì tôi xin được dọn ra khỏi nhà này nội trong ngày mai. Kim Chi, tôi không có ý như vậy. Vì Kim Thủy thật đáng thương, nó yếu đuối lại giàu tình cảm, em hãy hiểu cho mà. Kim Thủy phải tập cứng rắn một chút chứ. Tôi nghĩ chị ấy sẽ làm được. Bà cũng đừng bao giờ để chị ấy biến thành một loài chùm gửi. Loài chùm gửi? Bà đã là một loài chùm gửi rồi, không lẽ lại nỡ để Kim Thủy biến thành dây chùm gửi thứ hai hay sao? Thôi được rồi Kim Chi, tôi xin rút lại lời tôi vừa nói. Em có lý. Tôi không có quyền yêu cầu em xa Trọng Nam được. Tôi tưởng rằng em có thể không yêu lắm, nhưng tôi đã lầm. Em đến đây đúng lúc tình cảm giữa Trọng Nam và Kim Thủy bước vào giai đoạn huyền diệu nhất, rồi em nhẹ nhàng cướp lấy Trọng Nam. Ai đã an bài tất cả mọi việc ở thế gian này? Nào ai hiểu được lòng ta, thời gian đâu dễ phôi pha. Xin giữ chút hương yêu xưa, nhìn ai xót xa căm lòng. Người như tiếng thở dài đó hình như không phù hợp một chút nào với một cô gái như em. Anh Nam. Nào, nói cho anh nghe đi. Chuyện gì? Nguyên nhân của những tiếng thở dài đó. Khi đã bật ra tiếng thở dài thì cũng có nghĩa đó là nỗi lòng khó thể nói ra. Cả với anh sao? Với anh, đôi lúc có những điều không nói mà mình vẫn mong người ta hiểu được. Cũng như tâm sự của lòng em thì biết nói sao. Gọi tiếng yêu thương cớ sao giấu luôn trong lòng, rồi một mình thở than buồn tên. Với anh hãy san sẻ đời, dù vui buồn khổ đau cùng chia. Còn đâu anh hồng tươi hơn khi bóng mây đen dần tan. Có những áng mây theo gió bay đi, để lại trời xanh hồng tươi sắc nắng. Nhưng cũng có khi dần mây đen đó trở thành những cơn mưa tầm tã giọt thương sâu. Ai nào trách hờn ai gieo cảnh cơ cầu, chỉ tại em yêu mà lời tình không dám ngỏ, nên bẻ bàn này là số phận em mang. Em đâu ước mơ gì cao vời thênh thang, chỉ mong người ta hiểu được chân tình. Nhưng em chỉ là một hình bóng vu vơ, một làn gió đưa không sao động lá trên cành. Đời bao ngọt ngào em ơi, cớ sao tâm tình không đối trao cùng ai. Duyên lỡ vì em ngày e đôi lời ôm sâu ngàn đời. Người xa dần rồi vui duyên với ai trong đời, em đắng cay đành ca. Em hỡi vì đâu tình em thương sầu nghe buồn vào hồn. Không biết tại em vô duyên hay người ta hờ hững, nên không hiểu tình qua những cánh hoa trao. Nhờ quá nói thay lời tâm sự riêng em, nhưng bởi hoa kia đã úa nhụy thương sầu, nên đã trở thành một tiếng nói vô duyên, một tình yêu chưa thấm dội phai tàn. Thôi anh đã hiểu rồi những giọt lệ em rơi, những ánh mắt ưu tư với tiếng thở dài nào nuột. Vui lên đi em đò duyên, dù lỡ duyên nhưng đời vẫn còn nhiều những mơ ước. nói đã hiểu được lòng em, thì những lời an ủi kia có khác gì kim châm mối xác. Thủy, em... Anh đừng khuyên em nữa. Tình yêu này là của em, là của riêng em, sẽ suốt đời đeo đẳng trái tim em, suốt đời. Thủy, Thủy. Ai vậy? Kìa, bác Thuận. Xin lỗi bác, tôi không biết bác ở trong này. Im. Cô không được lớn tiếng. Cô vào đây muốn lục lạo để tìm cái gì? Bác Thuận, bác muốn làm gì vậy? Cô muốn gì? Cô muốn tìm hiểu điều gì? Hả? Thưa bác, cháu không muốn gì hết. Cô Bác Thuận, tôi sợ lắm. Bác, tôi không cố tình. Chị đừng nên cho nó đến đây. Thật tàn nhẫn quá. Cô ở đây để dò xét tôi đó à? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Thật tàn nhẫn quá. Tôi không cố tình như thế mà. Tôi không cố tình. Của cô, chúng tôi mất tất cả. Cô đừng đến đây. Tôi ghét cô lắm. Kìa, có chuyện gì vậy? Cô ra. Bác Thuận trở bệnh. Chút xíu nữa tôi chết rồi. Về phòng nghỉ nha. Kim Chi, cô giải thích cho tôi biết cô đến phòng làm việc của tôi với ý định gì? Dạ, tôi thấy cửa phòng mở nên mới bước vô, vì tôi muốn biết thêm về giáo sư một cách rõ ràng. Cô đến đây đã làm rối loạn. Lúc nào tôi cũng muốn cô được nên người, cho cô vào đại học để sung sướng cuộc đời, yên ổn để học hành. Cô không chịu phải không? Gia đình này đâu phải để cho cô phá hoại. Hết chuyện này rồi tới chuyện nọ. Trước khi để cô phá hoại cái nhà này tan nát, tôi chỉ còn cách mời cô đi khỏi là hơn. Thưa giáo sư, giờ của giáo sư suốt chút nữa đã bóp cổ tôi chết rồi. Bây giờ đến lượt ông lại ức hiếp tôi. Giáo sư không cần đuổi, tôi sẽ đi liền. Vì ngay bây giờ cho ông được an tâm. Ai bóp cổ em? Vợ của ông chứ ai. Mấy người nếu khó chịu không thích tôi thì tôi sẽ không ở đây nữa. Nói thật với ông, tôi sợ ông, sợ tất cả những người trong nhà này. Thật là dã man mà. Nè, từ rày về sau em đừng lục lạo trong phòng tôi nữa nha. Ráng học đi. Nếu em thi rớt thì làm sao xứng đáng với sự lo lắng của mẹ em. Thưa giáo sư, cảm ơn lòng tốt của giáo sư đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi trong suốt nửa năm nay. Nhưng lần này tôi quyết định rời khỏi nơi đây, vì mọi người đã làm cho tôi sợ hãi và chán nản. Tôi sẽ đi. Dù sao tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả. Nhà chúng tôi đâu phải là cái phòng ngủ mà khi cô thấy vui thì ở, không thích thì bỏ đi. Đâu có cái chuyện dễ dàng như vậy. Mẹ cô đã gửi cô cho tôi, thì trước khi tốt nghiệp tôi có quyền cấm cô rời khỏi nhà này. Đại học có thể bỏ, nhưng nhục không thể nào chịu được. Ai làm cho cô nhục? Với cô, tôi không biết phải đối phó ra sao nữa. Cô vừa đến thì bệnh của Thanh Nhã trở lại. Kim Thủy đau khổ, Lê Trọng thì bất an, ngay đến Trọng Nam cũng bị ảnh hưởng. Còn ông, sao không nói luôn? Riêng tôi, thôi thì coi như cô là khắc tinh của nhà này vậy. Tôi đã nhẫn nại quá sức. Nếu mà cô bỏ đi tôi bắt lại được thì tôi sẽ đập cô què chân đó. Thưa giáo sư, tôi có chuyện muốn bàn với giáo sư. Tấm hình cô bé này là ai? Kim Chi là gì trong gia đình này? Trọng Nam, anh tưởng anh có quyền tò mò chuyện bí mật của gia đình người khác à? Thưa giáo sư, xin ông đừng nên hiểu lầm ý tôi. Yêu Kim Chi tôi muốn lo cho nàng, chẳng còn phải đêm ngày hay hùng lo âu. Vì kẻ biết qua thân thế toàn ám hại, sao nói điều bâng quơ ai muốn làm hại ai. Trong nhà này đang có người ghét anh, xin giáo sư nên nói ra tan tường, đừng giấu chôn niềm u ân nào ức chi, và để Kim Chi hiểu rõ qua thân phận, cho ưu sầu vơi đi không bị người khinh khi. Giáo sư, nếu ông thấy rằng Kim Chi cần phải ở lại đây, làm gì giáo sư có những lý do riêng. Nhưng nếu ở trong nhà ông mà Kim Chi chỉ giống như một kẻ ở đậu, thì chi bằng ông hãy để cho nàng được sống một cuộc đời tự do, không bị ai sỉ nhục. Có phải hay hơn không? Sỉ nhục? Ai sỉ nhục nó chứ? Chính Kim Thủy. Cô ấy khinh thường Kim Chi vì tưởng rằng nàng chỉ là đứa con côi đến ăn nhờ ở đậu. Trọng Nam, cậu... Thưa giáo sư, tôi rất hối hận vì đã mang đến cho gia đình bao khó khăn lụy phiền, giờ đành chia tay trả về cho ông sự ấm êm yên lành, vì của tôi chỉ thêm quấy rầy. Từ đây có anh dắt dìu, mình bên nhau sẽ không rời xa. Dù ta có mang kiếp nghèo còn vui hơn sống trong giàu sang. Kim Chi ơi, nếu cô lìa bỏ nơi đây thì ngôi nhà này sẽ trở lại thời quang vắng. Qua lá cỏ cây cũng gục đầu im lặng mất cả mùa xuân khi vắng tiếng ai cười. Cô đã đem đến cho người ta những mơ ước tuyệt vời, nay ra đi là mang niềm vui theo hết, cộng thêm nỗi buồn của những kẻ liêu lưu. Tôi linh cảm chúng mình sẽ gắn bó bên nhau, từ bản tính cho đến thói quen gần như hòa hợp. Ngày mới gặp nhau lòng vui phơi phới, giờ sắp cách xa nghe nghẹn nghẹn u buồn. Trọng, hãy gọi Kim Thủy đến đây. Còn Thanh Nhã, hãy để ý cho bà ấy nghỉ. Dạo này bệnh tình của bà ấy phát triển thêm lên. Đi đi. Dạ. Kim Chi, em không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi, mà cũng là nhà của em. Sao lại là nhà của tôi? Giáo sư nói gì tôi không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Ông và chồng tương lai của cô đó, biết chưa? Cha ơi, nếu cha bằng lòng thì hãy giữ Kim Chi lại, và con xin cha cho con cưới cô ấy. Lê Trọng! Kim Chi, bản tính của em giống mẹ em vô cùng. Mẹ tôi là ai? Là vợ của tôi. Một kiểu tình từ lâu chôn kín, tôi cứ ngờ nó sẽ êm đềm nằm trong dị gian. Nơi đã đến hồi phải khơi lại niềm đau. Tất cả hãy nghe đây, người vợ của tôi Trần Thị Tâm. Đã cho tôi những ngày đầy hạnh phúc, nàng đã cho ra đời hai kẻ, đó là Lê Trọng với Kim Chi. Cái gì? Tôi với cô này là... Đừng nóng. Rồi một hôm trong chuyến về thăm quê, do lòng bác ái thương người, vợ tôi đem về đây một cô gái tuổi dậy thì nói là chỗ bà con cùng chung dòng họ. Mắt phải bệnh hiểm nghèo cần được sự chăm lo, tôi chẳng thuận ngân nhưng nàng gian sinh cho bằng được. Và người con gái kia đã bước vào gia đình này, đó chính là Thanh Nhã, là bà Thuận bây giờ. Được chăm sóc tận tình nên dần dần Thanh Nhã càng đẹp càng xinh, cũng không còn chứng bệnh thần kinh. Rồi một đêm mưa gió bao bùng, Thanh Nhã dành hết cho tôi. Đến 3 tháng sau Thanh Nhã đã mang bầu. Đối với Trần Thị Tâm tôi cảm thấy mình tội lỗi. Mới thu thật hết sự tình, mong nàng hãy tha thứ cho tôi. Thanh Nhã là dây chùm gợi, một khi rễ đã bám sâu vào cây tòng là không thể nào dứt ra được. Chỉ khi ta muốn no chết đi thì mới mong lìa khỏi thân tông. Hạt giống tình yêu bắt đầu nảy lọc dương mầm. Mối tình của Thanh Nhã đối với tôi cũng vậy, nó giống như những chiếc rễ bám sâu sát vào thân. Không dễ gì ai lại cách ngăn, mặc dù biết đó là sai lầm, là tôi lỗi. Tôi không thể nào để cho Thanh Nhã đơn côi, thôi chuyện lỡ rồi đành liều cho duyên số. Chuyện đổ bể rồi Trần Thị Tâm quốc hận, nàng chẳng tiếc lời cho tỏ cơn tức giận, tự trách mình ngu dại cứu người họ trả oan cho mình. Nàng đã bồng đưa con gái ra đi, lại Lê Trọng và Kim Chi là quyết nhục thâm tình. Trời ơi ghê gớm quá, suýt chút nữa tôi đã gây nên tội lỗi tày trời rồi nè. Trời ơi. Sau đó chúng tôi tìm kiếm Trần Thị Tâm khắp nơi mà không gặp. Thanh Nhã đã khổ đau khi gia phải tham kính này. Bệnh thần kinh tai phát lúc nào cũng ngơ ngác bàng hoàng. Thanh Nhã bảo rằng em không hề cướp chồng của chị anh, chỉ tại lòng em mềm yếu mà ra. Chẳng bao lâu nàng thả sinh một gái, đứa bé đó chính là Kim Thủy đây. Từ đó bệnh thần kinh của Nhã ngày càng trầm trọng, vì hối hận giết là hàm của những ngày qua. Mãi đến năm ngoái tôi mới nhận được thư của Tâm. Tâm nói con đã lớn và nàng sắp chết, mong tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Nhận được thư tôi vội cho người đi dò la tin tức khắp nơi, chưa tìm được thì con đã đến. Chiều chiều trong ngóng thương về xa, mẹ hiền đâu ai đem nỗi sầu văng khoe mắt. Ngẩn ngơ chứa chan lệ nhòa, tôi đứng đâu lặng nhìn tưởng chừng mắt tôi như hiện ra khuôn mặt đáng thương, bóng dáng đau buồn của bà mẹ hiền đang nằm trên giường bệnh. Đến giờ phút lâm chung, sáu người vẫn không chịu hé môi cho tôi tường tận đuôi đau. Mẹ vẫn cắn răng ôm chịu cảnh đói nghèo, bệnh trầm kha không tiền giải thuốc. Mẹ vẫn chặt lòng chẳng tu lỗ cùng ai, dông bão cuộc đời nghiệt ngã đắng cay. Có phải mẹ đã phạm lỗi bởi cứu người bất hạnh. Mẹ là kẻ bị hy sinh trong trời sâu hận. Mẹ kính yêu ơi ôi cao cả vô ngần. Giờ tận thương chẳng quen, em xót xa bao ngày đã qua, làm cho cách xa thâm tình, thương cho thân chị quãng đời cuối. Đừng buồn Kim Chi ơi, chuyện đã qua rồi, đau sâu cùng anh sớt chia. Sao ngày đầu em tôi đã đến nơi đây, cha chẳng phân bài lòng này yêu thương gây lắm đau. Chẳng làm sao nói nên lời bao nỗi niềm rải rứt lòng đành êm tiếng hoài. Đã mất tâm rồi nếu tỏ bài thì tôi sẽ mất rồi, đó là Thanh Nhã. Phát sinh tâm bình nếu sự thật bại phơi, nhà không thể nào chịu nổi điều khổ đau dằn vặt từ bấy lâu. Trọng, con hãy nhìn đứa em gái cùng cha cùng mẹ với con đi. Em tôi tại sao lại có chuyện hoang đường xảy ra như vậy? Kim Chi là em ruột của tôi, rồi người đàn bà không thân thích kia lại là mẹ ruột của mình. Trời ơi! Thưa cha, thế giới này có phải là một thế giới điên loạn không? Thế giới điên loạn! Không! Không! Tôi không muốn làm con của ông. Gia đình này mang đến cho tôi những gì? Ông đã cho tôi được những gì? Trong lúc mẹ con tôi phải chịu sống một cuộc đời gian khổ, thì ông và người đàn bà kia ăn sung mặc sướng. Thế gian này sao quá bất công. Kim Chi! Kim Chi!